vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân, nay tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dùng phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bụi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Viên Tất Bùi, hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đặt nặng tinh thần phục vụ và tranh đấu quyền lợi cho cư dân. Ông Tất Bùi, chủ doanh nghiệp nhỏ với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông hiểu những thử thách và sẽ tiếp tục tạo môi trường thân thiện cho giới tiểu thương, nâng cao an toàn công cộng cho cư dân. Ông đã giúp thông qua những quy định cắt giảm các thủ tục không cần thiết, giúp doanh nghiệp nhỏ dễ dàng kinh doanh và phát triển. Ông được sự tín nhiệm và ủng hộ của Hiệp hội Cảnh sát và Lính Cứu Hỏa của thành phố Fountain Valley. Xin quý cử tri dồn phiếu cho nghị viên Tất Bùi tái đắc cử vào chức nghị viên thành phố Phạm Valley. Xin cảm ơn quý đồng hương. Paid for by Tất Bùi for City Council 2024. Duy nhất là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tranh đấu phục vụ cho cộng đồng người Việt suốt 20 năm qua. Nếu không giành chiến thắng lần này, chúng ta sẽ mất đi những thành quả hơn 49 năm xây dựng một cộng đồng lớn mạnh. Với đạo luật tưởng nhớ tháng Tư Đen, chương trình giảng dạy lịch sử chiến tranh Việt Nam, văn phòng phục vụ cộng đồng, hội chợ y tế miễn phí, hãy giữ tiếng nói của người Việt tại Hội đồng Giám sát quận Cam. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng như bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, chống tham nhũng, chống tăng thuế, chống lạm phát, tăng việc làm phát, tăng việc làm, hỗ trợ cơ sở thương mại, giải quyết vấn đề housing và homeless, mở lại văn phòng phục vụ cộng đồng, xây dựng trung tâm văn hóa. Hãy dồn phiếu cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào giám sát viên để tiếp tục những việc dở dang, bài trừ tệ nạn bè phái và bảo vệ đồng tiền thuế của người dân. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, giám sát viên, địa hạt 1, cột số 2. Phục vụ trong quân đội là niềm tự hào lớn đối với luật sư Derek Trần, sinh ra và lớn lên tại đây. Nhưng ông luôn hãnh diện về nguồn gốc thiện nhân tị nạn cộng sản của gia đình ông. Tại Quốc hội, ông sẽ tranh đấu để tăng ngân sách cho địa hạt 45, bảo đảm an ninh công cộng, phát triển nền kinh tế, quyết tâm bảo vệ an sinh xã hội và Medicare, gác bỏ quan điểm chính trị riêng để phục vụ và phát triển đất nước. Xin quý đồng hương bầu cho luật sư Derek Trần vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 45. Xin cảm ơn quý đồng hương. Our community has lost faith in government leaders. As a business owner, attorney, and two-time city commissioner, I have learned that trust must be earned. If we are going to tackle issues in California, housing affordability, education, public safety, and the creation of good-paying jobs, government leaders need to earn that trust back. As your representative, I will work tirelessly to make housing more affordable, improve our education system, and keep our neighborhoods safe. Thì lúc nào mà xin đi là anh Quốc Thái, là lúc nào anh Quốc Thái cũng say yes. Và trước khi đi về Việt Nam để làm việc từ thiện cũng có nói chuyện và gặp Hiền cũng cho mình lên đài. Thì cái điều đó là biết là anh Quốc Thái có tấm lòng và lúc nào cũng ủng hộ những sinh hoạt trong cộng đồng và những gì có thể làm tốt được cho mọi chuyện, không những thành phố Gia Đình Quân mà trong cộng đồng người Việt nói chung. Thì xin chúc thật anh Quốc Thái ngày hôm nay và hy vọng là trong những ngày tới sẽ có những cái vui hơn nữa. Rồi, chúc mừng anh Quốc Thái. Xin quý vị cho anh Quốc Thái một tràng pháo tay thật lớn. Một tràng pháo tay, sorry anh, và một cái lá phiếu cột số 5 ở trong cái lá phiếu của quý vị, đó là Thomas Thái Nguyễn. Thank you. Tên đây đó, ra đây cho anh hỏi chút xíu. Em làm việc trong thành phố Garden Grove và rất nhiều những cư dân của thành phố Garden Grove ở đây. Và anh có thể bước vào và có thể không bước vào để mà cái chức vụ thị trường. Thì em cho mọi người biết, một trong những cái khía cạnh nào mà nặng nề nhất và khó giải quyết nhất của thành phố Garden Grove ngay giờ phút này, nghị viên của thành phố và phó thị trưởng của Garden Grove ơi. Anh Quốc Thái có một câu hỏi thật là hay. Vì hồi nãy nghe anh Quốc Thái nói những điều mà Quốc Thái làm á, mình cũng có nhiều ý kiến lắm. Nhưng mà thưa quý vị, thành phố Garden Grove mình thật là may mắn ở được trong một thành phố mà lúc nào cái tiền mà mình làm cũng thẳng dư hết quý vị. Năm nào những cái thành phố lân cận chúng mình thiếu, nhưng thành phố Garden Grove lúc nào cũng dư. Dư thì bỏ đâu vậy em? Làm những gì khác. Yes. À, dư thì làm gì? Ngoài ra đó, có anh Khoan. Bây giờ đang nói chuyện homeless nha. À, ok. Quý vị biết không? Quý vị muốn nghe không? Muốn nghe thì vỗ tay lớn lên coi coi chị Phó thị trưởng nói nè. Quý
không, cái việc homeless là một cái vấn đề rất là nặng nề và khó để mà giải quyết đúng không? Nhưng mà thành phố Garden Grove, một trong thành phố duy nhất đã giảm số người homeless tới 39%. Wow, ok. Số người trước khi mà có cái Navigation Center đó là 390 mấy người. Sau khi đó, hiện tại bây giờ cái Navigation Center đó 100% occupied. Quý vị tưởng tượng coi khi mà mình làm một cái chương trình, một cái nhà hoặc là một cái hotel đi, mình chưa chắc gì người ta sẽ đến đúng không? Cái đó là ai cũng lo lắng hết. Vậy mà thành phố Garden Grove có tới 85 cái giường và 85 cái giường đều được người homeless để sử dụng. That's good. Và em đã tới đó nói chuyện với những người đó, ai cũng appreciate, ai cũng rất vui là họ nói họ tới đây là họ có được một cái nơi ở và một cái nơi mà buổi tối ngủ, có nơi mà mình đi tắm và có một cái nơi là có cái giường và có được ăn uống ngon. Anh Quốc Thái, okay. Yeah, so trên anh Quốc Thái hỏi hả? À, em không biết nữa, nhưng mà em ở thành phố Garden Grove thấy có nhiều điều rất là vui để mà kể và cùng xe với ông anh của mình. Thank you very much. Và thưa quý vị, đó là những cái điều mà Garden Grove đang làm. Thì Quốc Thái nghĩ rằng là nếu mà Quốc Thái được quý vị tín nhiệm mà ngồi sát bên cạnh cái cô này đó, phó thị trưởng đó, thì có lẽ rằng là thành phố Garden Grove homeless mà xuống bao nhiêu? 30 mấy%? Hiện tại bây giờ 39%. 39% mà nếu có Quốc Thái vào đó, nó sẽ thành 100% cái giờ. You never know, ok? Và chúng tôi sẽ hứa quý vị rằng là chúng tôi sẽ làm được công việc đó. Bởi vì ngay giờ phút này khi mà Quốc Thái ở tại thành phố Garden Grove, chúng tôi vẫn thấy homeless đi vòng quá nhiều trên cái cơ sở thương mại của Quốc Thái và những nơi khác. Hy vọng rằng là sẽ có một cái phương pháp mới, những cái sáng tạo mới, những cái gì độc đáo mới để làm cho cái vấn đề này nó giảm nhiều hơn nữa trong những ngày tháng tới đây. Cảm ơn người viên thành phố phó thị trưởng rất nhiều. Trước khi chấm dứt, em cũng xin nói về cái việc đó. Ok. Ngày mai, đúng rồi, bữa nay thứ mấy? Thứ ba này, thành phố sẽ có nốt một cái là nếu như mà những người homeless á, họ không có nhận những cái chương trình của thành phố thì thành phố có quyền bắt họ lại. Đúng rồi đó. Giữ họ lại. Thì đó là một điều mà thứ ba này tụi em. Ai vote for it? Yeah, I will vote. Okay. Xin cảm ơn Quốc Thái. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, nói gì thì nói đi. Người thị trưởng hoặc là người viên thành phố hay là phó thị trưởng cũng chỉ có một vote thôi. Có một lá phiếu ở trong đó thôi. Và trong này có 7 người tất cả. Thì có lẽ rằng là một người sẽ không làm nên được cái gì cả. Một con én không thể nào làm nên mùa xuân. Thì thưa quý vị, chúng tôi hoặc là kể cả phó thị trưởng của thành phố Sơn Lương Trần cũng phải làm việc chung với nhau, mà persuade với nhau, khéo léo để thuyết phục nhau để làm công việc gì đó tốt đẹp cho thành phố. Và có lẽ rằng là Cindy làm rất tốt và Quốc Thái cũng làm rất tốt cho quý vị. Thank you. Cảm ơn em rất nhiều nha. Thank you. Dạ, thưa Quốc Thái, lỡ mình mời tất cả quý vị rồi.